Hello, hello mọi người, đi cà phê nha mọi người. Cà phê vui vẻ nha. Đây là một cái quán cà phê rất là dễ thương, ở trên đường Trần Hưng Đạo. Địa chỉ như số mấy không nói đâu, quán tên E. Để mất công bia. Không bia. Quán này của em mở quán ế. Là mọi lần hay bị ế, hay cứ ế. Quán này dễ thương. Ngủ uống nước, nghe nhạc. Em ở đây có chai nào phục vụ cho bao nhiêu không? Ê, bao nhiêu hỏi thiệt luôn á, tối nay bao nhiêu thích tình kìa. Nay em thất tình em buồn quá trời, này bán ế nè buồn nè. Có không? Có chai đẹp không cho em ngồi kế em nè. Có nói trời. Có nói không có không nói trời, để tao biết tao đi quán khác. Đó, có nha, anh này có chạy. Có lắm anh, giờ anh muốn là anh nào. Anh nào cũng được rồi, lại anh nào đẹp trai nhất quán. Coi mặt đi. Anh nào đẹp trai nhất quán là được đi. Buồn quá. Mọi người ơi, mọi người rảnh nhớ ra ăn cái gì ủng hộ Nhi nha. Ngày nào Nhi cũng bán ở đầm sen que hết trơn á. Nhớ nha mọi người. Ai đang xem nhớ like, subscribe, ủng hộ cho Trên Sài Phố với lại Lotto CBT nha quý vị. Nhấn vô cái chuông tính toan để xem clip mỗi ngày. Hôm nay không có ra clip buôn bán là chắc mọi người buồn đúng không? Nay coi clip đi uống cà phê đi. Vui vẻ đi. Trời ơi, cà phê ê cha, chế nồng nội. Ánh đòn gọi là chế là gì anh? Em đâu biết đâu. Trời ơi, tụi mấy ông nội nó chế hoài, không biết chế là gì chứ. Đi luôn. Hình như mấy anh em gặp em anh sợ hay sao giờ. Kiểu như tại mấy anh á, mấy anh quay riết á, cái người ta bị có một cái suy nghĩ tiêu cực gì em á. Thấy bội Nhi là thấy sợ, sợ bị mất tôm, mất thịt, mất cá, mất da rồi đó, sợ. Thấy bội Nhi là người ta lùa đi hết trơn. Mới thấy em lại quán á thì mày kêu, ê bội Nhi. Xong rồi ngồi xuống cái là lặng hết, chạy hết. Nè, hôm qua nè, cháu của cô Lê Giang á, quay clip em xiết đăng lên Facebook luôn. Vợ tôi giỏi quá, biết xiết lửa luôn, trời ơi ghê chưa. Cuối cùng thì có nhiều người người ta nói là coi ảnh trên TikTok và biết tới em. Ảnh đăng trên TikTok nữa. Ủa gì hả, đăng em hả? Đăng gì? Tại vì người ta vô trong YouTube anh ta comment đó là hả, coi trên clip của anh Mềm trên TikTok. Ủa mà ổng đăng em gì? Đang ngồi chọc ổng hả? Không biết nữa, nhưng mà người ta là comment như vậy. Trời ơi, Chiến này có chồng nữa rồi trời. Chiến này làm cháu của Lê Giang rồi. Hạnh phúc quá được làm cháu của Lê Giang, về bán hàng livestream đúng như ước nguyện luôn. Anh này em chịu không? Anh vui vẻ không? Nay buồn nè. Không vui hả? Có kỳ má ơi, nói chuyện có vui vẻ má. Kỳ cục. Vui vẻ đi hết trơn. Đi hết trơn. Kỳ dễ sợ luôn. Chán. Phe sợ chạy luôn. Với lại bữa nay biết sao mà em quên uống cà phê, mà em tưởng đâu em làm cái lễ hội trái cây bữa còn cái gì rồi bưng trái cây ra quá trời. Ta đi ra chứ. Ta tưởng nó lễ hội, tưởng đâu là festival đúng không? Ta lui cung hết trơn sợ. Đó mọi người ơi, mọi người rảnh thì nhớ găng cái chiên ủng hộ Nhi nha. À, ngay cái sân khấu luôn, mọi người sẽ quầy D22 tấp vô một cái chiên vui vẻ luôn. Nhi ơi, sao em thích ngồi quán này vậy? Thì quán này gần nhà em, trên đường Trần Đạo, về nhà em gần. Thời đó em với con này cũng hay ngồi nè. Ngậm Nhã Kỳ nè, lâu quá nè, mới thấy Ngậm Nhã Kỳ nè, quay Ngậm Nhã Kỳ đi. Để người ta tưởng đâu Ngậm Nhã Kỳ nó nhả xong mới đi đâu mất tiêu. Nó cũng còn ngậm nha mọi người. Vài lời đi. Nó cũng còn ngậm nha. Ngậm không à, không nói vài lời gì hết trời. Nó ngậm không à, rồi xong rồi dạo này nó hay make up tông da nâu đen. Dạo này làm lộ luôn. Chết rồi. Trời ơi. Cái này là cái gì vậy anh? Trời ở Pháp. Cái gì? Trà ở Pháp. Pháp của anh. À trà dầu, tưởng nó dầu thơm Pháp, tưởng nó thấy bọt quá trời. Ông nội là thấy tôi không bán trà ổi nữa, cái ra uống trà ổi dằn mặt thôi hay gì á. Dạ cha, tuần sau tháng sau gì bán rồi cha, khi nào cho mướn bàn ghế trong đó là bán rồi cha. Mọi người ơi, khi nào mà Nhi bán quầy nước mọi người nhớ đưa ủng hộ Nhi nha. Nhi sẽ bán trà ổi nè, trà ổi, trà dâu, trà táo, trà đào, trà vải, trà chanh, trà tắc. Nói chung là tất cả các loại trà Nhi sẽ bán cho quý vị nha. Đặc biệt trà ổi nè, trà táo nè, trà dâu nè. Những cái đó là Nhi sẽ tự tay làm mứt.
đó, Nhi sẽ mua trái cây tươi về, Nhi cắt ra xong rồi Nhi sẽ làm mứt. Và theo một cái công thức rất là đặc biệt để ra những cái loại mứt đó, rồi Nhi sẽ chế lên những cái loại nước chung với lại hồng trà rất là ngon, trà Đài Loan. Và sau đó sẽ bán cho tất cả mọi người với giá rất là rẻ. Cho nên là mọi người vô Đầm Sen Quê nhớ chờ đợi những cái món nước của Nhi nha quý vị nha. Em Nhi kêu em gì kể em lại nước. Kêu em gì qua anh bẩn kìa. Toilet ở đây có khô hay ướt? Toilet đây khô hay ướt? Toilet đây khô hay ướt anh? Thì ướt thôi ướt rồi, nhưng mà giờ của em khô rồi, giờ sao vô chủng ướt rồi không? Thiệt của em khô gan à. Kỳ ghê. Anh có vợ chưa? Dạ. Anh có vợ chưa? Chưa. Chưa hả? Nhiêu mà trẻ thì năm mấy? Em sinh 25. Thường. Anh chơi mũi với chứng minh? Dạ. Em đi làm không có đem theo. 205, hồi đó giờ chơi gái lần nào chưa? Chưa. Chơi BD lần thì cho biết, còn bắt đầu tập chơi gái dần dần. Thiệt. Chơi BD xong là anh sẽ biết chơi gái. Thiệt. Thử không? Thử không? Thử đi, thử một lần. Trời, chơi BD phải muốn chơi là chơi đâu. Anh cũng phải có căn, có phước, có đức lắm anh mới được chơi BD với em đó thiệt. Có duyên đó, mình có duyên, có nợ. Thiệt. Thử không? Nè, số điện thoại. Cho em Facebook đi được rồi. Tại sao không cho số điện thoại? Facebook vô mây mọi nha. Thôi. Cho Facebook nè. Tới giờ gọi video call nữa chứ gọi âm gọi điện thoại em không có nghe được. Điện thoại em bị hư cái lo trong rồi. Nghe cái lo ngoài coi hình không à. Nhớ vui vẻ nha ông. Tại sao kiếm không ra tên em được ta? Hồi lóc tôi gọn nội. Biết qua đây tôi xin Facebook chị đâu cho em coi Facebook chị đi. Chị là ai má? Em. Ờ. Không có vui vẻ nha. Không, Facebook em á. Facebook của em nè. Thái Hoàng Thiên Bảo. Tên đàn anh của em. Thiệt tên anh của em hả tên em? Em tên Nhi mà. Thì em tên Nhi nè, tên em ngoài sau, tên đàn anh em ngoài trước. Hai anh em xài chung Facebook. Mà anh mà gọi điện thoại anh phải gọi video thì anh mới gặp em. Còn anh gọi cái điện thoại mà âm thanh bình thường thì anh gặp anh của em. Không đi nội rồi, video không có nói chuyện được. Nó bị hư cái lo ngoài rồi. Hư cái lo ngoài hả? Mai mua cho anh cái iPhone 13. Ok, qua nhà em đi, mai em được. Đồ cho đồ tặng mất nợ gì. Mai qua nhà em đi tặng giá iPhone 13 thiệt. Vui vẻ. Coi như món quà làm quen. Thiệt. Sướng gì vậy? Sướng không? Có nhiều cái sướng hơn. Thấy ghê. Anh này có toilet nào cùng lửng này không em? Dạ không, có chung này là lửng với toilet không em? Thôi mua mực này đi. Nhiêu một bịch vậy? Lấy hai bịch đi. Lấy hai bịch cũng ngộp. Ủng hộ cho hai mẹ con hả? Bà cháu luôn hả? Trời ơi. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ không có gì, dạ không có gì đâu bà. Cảm ơn cô đi. Không, không có gì hết trơn. Mực bento. Cái mực này hồi lúc đi Thái Lan khoái lắm nè. Cách đây 4-5 năm về trước là cái mực này mới có là hot ơi là hot. Cô ơi, bà đỡ cô đi. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ không có gì, không có gì đâu bạn. Vui vẻ đi mọi người. À, hôm nay thứ hai uống cà phê vui vẻ. Mọi người rảnh thì vô Đầm Sen Quê gặp Nhi nha. Buồn quá à. Giờ có gì chơi không? Ở đây có gì chơi không kìa? Có. Anh ở đây có ai bán lương không? Hả? Có ai bán lương không? Tại em thèm ăn lương quá không? Có lương, em biết rồi. Có lương của anh. Không má, lương má tự ăn đi má. Anh có bán lương cho em mượn luôn. Con lương á. Mượn con lương coi. Nấu lẩu lương ăn miếng. Không có vui vẻ chứ. Mượn con lương. Em có biết nói chuyện đâu rồi. Anh cầm cây gì vậy? Dạ. Cầm gì vậy? Cầm vừa cui hả? Cây gì mà bực rồi. Cái gì? Bú hả? Ở gì vậy? Cái gì nó bậy nó bạ. Tại anh nói chuyện không có rõ. Anh nói chuyện kìa, phun lửa không kìa. Các clip học hoài nhi của em ghép vô để anh Tâm.
Cái clip hồng mày gì? Ngon má. Nghỉ ăn Tết luôn đó. Mọi người thấy như vậy thôi, mọi người nhớ like, share, nhấn vô cái chuông để mà các kênh YouTube của mấy anh khi nào mà có clip mới của Nhi mỗi ngày thì mọi người sẽ là những vị khách đầu tiên được xem clip nha quý vị nha. Hàng ngày Nhi sẽ cố gắng giao lưu cũng như là có tạo những khoảnh khắc giải trí dành cho tất cả mọi người qua màn ảnh nhỏ trên kênh YouTube. Ngon quá à. 15 người. Không đúng rồi.